Thái Chí Kiệt mến chào tất cả mọi người. Hôm nay quay máy xúc, ba cái máy xúc đang múc đất về đất trong vuông tôm nha mọi người. Xem mình nhớ đăng ký kênh Thái Chí Kiệt mình nha. Ba xe đang lắp cái đường mương cơ vuông tôm nữa các bạn. Xe là mới lấy thôi mà, mới